Với Nhật Trường Group thì website của mình là nhậttrường.com. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng ứng dụng T-Sale để săn những sản phẩm giảm giá ngày 25 tháng 12 trên các sàn thương mại điện tử. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào website nhậttrường.com. Rồi các bạn lên Google. Các bạn gõ vào nhậttrường.com. Nhật Trường Com. Rồi các bạn vào website của mình Nhật Trường Com. Rồi các bạn vào ứng dụng T-Sale sàn giảm giá. Rồi các bạn kéo xuống sản phẩm giảm giá ngày 15 tháng 12. Đó. Thì ngoài ra trong đây thì còn rất là nhiều cái ngành khác các bạn có thể sắp hay là thời trang hay gì đó và sắm đồ Tết vân vân. Thì video này thì mình chỉ hướng dẫn là săn sản phẩm giảm giá trên ngày 25 tháng 12 thôi. Rồi bạn click vào. Rồi thì đây nó sẽ hiện cho các bạn một cái danh sách những sản phẩm mà giảm giá nhiều nhất của ngày 25 tháng 12 đó. Thì các bạn sẽ chọn dòng thứ nhất bên đây là tên sản phẩm, rồi tới giá gốc sau khi giảm, đây số lượng giảm. Còn các bạn muốn mua hàng thì các bạn click vào cái phần mua hàng ở đây đó. Rồi hôm nay mới 24, hình ra nhiều cái món hàng nó chưa giảm, nhưng mà ngày mai 25 thì bắt đầu nó sẽ giảm như thế này nha các bạn. Rồi ví dụ món này đi, bàn chải đánh răng, vòng cổ gì đó. Đó, khi bạn click vào thì nó sẽ hiện lên cái ứng dụng để các bạn mua hàng. Đó. Rồi các bạn giảm giá nè, còn 6.000. Bình đun siêu tốc. Rồi các bạn chờ ngày 25 nha, cái danh sách đó mình rao thì trước ngày bữa nay 24 thì nó chưa giảm, nhưng mà qua 25 thì nó sẽ giảm. Rồi trên đây là video hướng dẫn sử dụng ứng dụng T-Sale để săn sản phẩm giảm giá. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy vào nhậttrường.com liên hệ với mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.